Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 64 điểm cầu trên cả nước để nghe triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 và ban hành nghị quyết về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 30 năm 2021 QH15, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Chủ trì đầu cầu tỉnh Quảng Nam có Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành ở tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho biết đợt dịch COVID-19 thứ tư đã ghi nhận 125.561 ca, trong đó có 124.635 ca trong nước, chiếm tỷ lệ 99%, 28.963 người đã khỏi bệnh, chiếm tỷ lệ 23%, 828 ca tử vong. Có 5 trên 62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, 9 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát, có 1 tỉnh chưa ghi nhận ca mắc, tỉnh Cao Bằng. Trong vòng 11 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại 19 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam, cả nước ghi nhận 74.434 ca mắc. Cụ thể, tại 19 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam, ghi nhận tích lũy 81.781 ca, có 50.390 ca mắc trong 11 ngày qua. Các ca mắc liên quan tới 86 chuỗi lây nhiễm, ổ dịch trên địa bàn, trong đó có 30 chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến, thêm một chuỗi lây nhiễm mới tại khu dân cư tại quận 5. Nhiều địa phương có ca bệnh liên quan chủ yếu tới Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên có một số trường hợp chưa rõ nguồn lây. Hiện nay mô hình dịch bệnh chủ yếu là tại hộ gia đình và khu dân cư. Từ ca chỉ điểm phát hiện ca bệnh trong hộ gia đình và hàng xóm, mô hình dịch bệnh của các tỉnh đều theo 4 cấp, đó là ca về từ thành phố Hồ Chí Minh và lây lan ra cộng đồng, lây lan từ chợ, chủ yếu có nguồn từ chợ đầu mối, lây vào khu công nghiệp, lây lan trong cộng đồng, phát hiện qua sàng lọc bệnh viện và tầm soát cộng đồng. Chính các cấp độ lây nhiễm của dịch COVID-19 đã làm cho hoạt động truy vết gặp khó khăn tại các tỉnh khi có số ca nhiễm gia tăng mạnh hàng ngày. Công tác phối hợp truy vết chưa thực sự hiệu quả giữa các lực lượng tham gia, dẫn đến bỏ sót đối tượng, quá tải đối với lực lượng trực tiếp triển khai truy vết. Công tác xét nghiệm, nhất là tại các tỉnh thành khu vực miền Tây, chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu do thiếu sinh phẩm xét nghiệm, thiếu nhân lực và công tác điều phối chưa hiệu quả. Có sự không tương đồng kết quả xét nghiệm giữa các phòng xét nghiệm do sử dụng sinh phẩm khác nhau. Việc thu thập số liệu, dữ liệu xét nghiệm chưa đầy đủ, chưa kịp thời, dẫn đến chậm truy vết ca bệnh. Công tác cách ly còn nhiều bất cập do các khu cách ly mới được thiết lập chưa có sự điều hành quản lý tốt, dẫn đến lây nhiễm chéo. Quá tải tại các khu cách ly, chưa tuân thủ tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, các doanh nghiệp chưa đảm bảo an toàn sản xuất, dẫn đến lây lan trong khu công nghiệp. Công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả. Nhiều nơi người dân còn lơ là chủ quan, mất cảnh giác trước diễn biến dịch bệnh, không tuân thủ nghiêm theo các quy định về giãn cách xã hội.